Thưa quý vị, Công an thành phố Con Tâm, tỉnh Con Tâm vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Chiến Thắng, 22 tuổi, ngụ tổ 4, phường Tống Nhất, thành phố Con Tâm về tội trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 5 tháng 2, Thắng cùng bạn đến phòng trọ của bạn mình tại phường Duy Tân, thành phố Con Tâm chơi và ngủ tại đây. Thắng phát hiện trên mô tô hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 52G105568 của bạn mình có treo chìa khóa trên xe, lại có biển số đẹp, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đến sáng hôm sau, sau khi về nhà, Thắng bắt taxi quay lại phòng trọ của bạn trộm chiếc mô tô trên.